Xin chào các bạn. Hôm nay Thành sẽ phân biệt, giới thiệu cũng như là chia sẻ cho mọi người về cái máy phân tích lượng tử sinh học. Và hiện tại trên bàn đang là ba cái máy kiểm tra sức khỏe đã đồng hành cùng với Thành nhiều nhất. Hiện tại thì Thành đã có trên 10 năm làm lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và thời gian đó thì Thành đã ứng dụng những cái máy phân tích lượng tử sinh học này từ năm 2010. Mình đã dùng để tư vấn, để chẩn đoán, để hỗ trợ thêm rất là nhiều khách hàng, cũng như là người đầu tiên ha. Khi chị sử dụng cái máy này thì có, ngoài những cái video của Thành ra được đào tạo, anh chị được xem, anh chị còn được Thành hướng dẫn trực tiếp qua những buổi room, hoặc anh chị mà có thể sắp xếp được team 10 đến 20 người, Thành sẽ hỗ trợ trực tiếp về cách đo và các chỉ số. Ngoài ra thì khi anh chị sử dụng thì có cái quyển tài liệu ha, cái quyển tài liệu này để cho anh chị chúng ta có thể tiện ha, nhất là những cô chú anh chị lớn tuổi chúng ta sử dụng. Vậy trên thị trường thì có hai cái thế hệ máy chính. Một là thế hệ máy cầm tay, là anh chị dùng cầm tay. Hai là anh chị đặt tay. Đặt tay thì có màu vàng, màu trắng, màu đen. Thì Thành thì đây là cái máy năm 2012, Thành đã chia sẻ ở rất là nhiều video. Đó chính là Thành mua tại Singapore năm 2012. Lúc đó đô là tầm 1.000 đô á, tầm 17.500. Nhưng hiện tại chúng ta nhớ này, cái máy này thì lúc đó mọi người biết được là mình kiếm rất là nhiều tiền. Nói thật nha, về kinh tế thì mình kiếm rất là nhiều tiền. Thời gian đó thì mình có thể đo cho khách hàng từ 50.000 đến 100.000 nha, để mình tư vấn ha. Thì cái máy này lúc đó ở bên Singapore không hiểu sao mình qua một cái chuyên đề hội thảo về sức khỏe, học về dinh dưỡng á, thì thấy bên đó người ta kiểm tra rất là hay. Lúc đó thì ở mình chúng ta biết là mười mấy năm về trước thì rất là lạc hậu nha, bán thực phẩm chức năng thì lúc đó còn chưa có thịnh hành đâu, và người dân thì đâu có được kiểm tra gì đâu. Thì cái máy chúng ta đã biết được rồi, thì đây là cái máy, để không ạ, nó vẫn có cái USB, nó vẫn có cái cầm tay. Thì cái độ chính xác của cái máy này thì theo nhà sản xuất Singapore công bố nha, là tầm 90%. Thì đúng thật là lúc đó thì mình làm mưa làm gió bằng cái máy này, thì là một trong những người dùng đầu tiên những cái máy này tại thị trường Việt Nam. Nhỏ gọn, cái máy này được một cái ưu điểm là nhỏ và gọn đó, nhỏ gọn lắm cả nhà. Cả nhà có thể đút vào cặp, đút vào vali, nó nhỏ hơn đó ạ. Cái máy này thì cũng đút được nhưng mà máy này thì nó nhỏ hơn. Nhưng mà có một cái điểm yếu của nó là người ta nói là trông nó như đồ chơi, nhưng mà thời gian trước thôi, đến bây giờ thì cái máy của Trung Quốc như thế này thì tầm khoảng 1,5 triệu, 2 triệu anh chị có thể mua được rồi nha. Thì thị trường đầu tiên là cái máy cầm tay của Singapore Thành đang dùng, anh chị cầm tay. Thì ở đây thì nó có thể có cái nỗi này, nóng nóng này này, được không ạ, nóng nóng như này. Thì lúc này là tất cả các cảm biến của nó nha, các xung lượng tử của nó thể đặt tại đây. Nên là khi anh chị, nếu mà anh chị đang sử dụng cái này, anh chị giữa dùng tôi cái là anh chị không được chạm vào hai cái này, vì hai cái chạm này nó là nhựa, nó không có cảm biến. Anh chị phải cầm 5 ngón tay, anh chị cầm vào đây đó, anh chị cầm vào đây, anh chị cũng không có phải dí vào tim gì hết nha. Một vài những anh chị làm trong video anh chị làm quá, miễn là tay chúng ta không ướt, chân chúng ta không chạm đất, khi đo chúng ta không nói chuyện, và chúng ta gì ạ, chúng ta cầm 5 ngón tay trái để thế này đâu, thở để không nói chuyện là được rồi. Thì đây là cái máy mà Thành đang để làm kỷ niệm ha, để làm kỷ niệm, Thành không có bán đi đâu, Thành để làm kỷ niệm thôi. Thì Thành đã kiếm rất là nhiều tiền từ em này, và đã giúp cho rất là nhiều anh chị khỏe mạnh. Cái máy thứ hai là ra đời năm 2022, ra đời năm 2022 và sản xuất năm 2023, và các anh chị ở đây đã dùng rất là nhiều rồi, là nó màu đen đặt bàn tay. Độ chính xác của nhà sản xuất công bố là từ 80 đến 92%, và rất là nhiều anh chị đã dùng rồi, được không? Thì nó là màu đen, màu đen cực kỳ ổn định, ít bị nội. Thì anh chị có thể nhìn đây, đây là cái máy màu đen, được không ạ, là đặt bàn tay nhá. Có một vài loại nó màu vàng, nó đặt tay lại gồ gồ lên nhá, nhưng mà sau khi Thành test xong cả nhà, cái máy nào mà ổn định này, dễ dùng này, nhưng quan trọng là đưa ra thông số chính xác, thì Thành thấy em này nó ok nhất. Đây là kinh nghiệm của Thành thôi nha, không có đúng mà sai nha. Vì cái team của Thành thì rất là nhiều các bác sĩ và những anh chị liên quan đến y dược, thì mình thấy cái máy này là ok, được không? Và em mới bắt đầu, vừa ra mắt được một tuần này, mà Thành đang test tại gia đình Thành và các trung tâm chăm sóc sức khỏe Thành, là anh máy made in Taiwan, được không ạ? Hai cái dòng này là Taiwan. Ta nhớ này, thị trường hiện tại thì không còn dòng của Singapore, USA, Hàn Quốc không sản xuất những cái máy lượng tử sinh học, chỉ có Đài Loan là một vài nhà máy xíu xíu thôi cũng không sản xuất đâu nha. Thì may quá là mình có những cái sản phẩm mình làm việc ở bên Taiwan ha, mối quan hệ. Thì đây là những cái máy của Taiwan, còn lại là 99,9% là của Trung Quốc. Trung Quốc thì nó có ưu điểm là rất là rẻ, đâu rất là dễ sao chép, nó làm giống lắm.
Nhưng khi mà chị cầm hai máy lên, anh chị mới thấy nó hơi dại dại, đúng không ạ? Và lúc đó các bạn đo cho nhiều người, đo cho nhiều người thì các bạn sẽ thấy được là cái độ chính xác của nó sẽ chênh lệch, và phải ở cái đội ngũ là chuyên chuyên gia có kiến thức thì chúng ta mới biết đâu là cái sự lệch. Thậm chí là chúng ta cầm cái kết quả đó, chúng ta đi so sánh với kết quả cận lâm sàng trong bệnh viện thì chúng ta mới thấy nó ok hay không. Thì đây là cái máy mới ra mắt năm 2024, đúng không? Anh chị vẫn có tài liệu, anh chị vẫn có bảo hành. Ở tất cả những cái máy của Thành khi mà hướng dẫn cho mọi người đều một đối một trong 7 ngày, bảo hành 25, chúng ta nhớ nha, bảo hành 25, và Thành sẽ hỗ trợ trọn đời. Thì cái máy mới là 2024 đều có logo Made in Taiwan của nhà máy Heltas Taiwan Technology. Thì nó cũng giống y chang như cái máy này nhưng mà nó nhỏ hơn xíu, đúng không ạ? Chúng ta cũng không phải lột cái lớp ni lông này ra, không phải lột lớp ni lông này ra nha, chúng ta còn đặt tay lên đây thôi, ưu tiên tay phải ha, còn tay trái cũng được, chân không chạm đất. Ok, nó chỉ nhạy hơn cái máy cũ 5%, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái phần mềm phân tích của nó là năm 2024. Thì các anh chị biết là công nghệ nó phát triển liên tục đó. Mình mua cái năm năm 2023 cái điện thoại mạnh nhất thế giới 42 triệu là iPhone 14 Pro Max. Đến bây giờ là chúng ta đã biết được là cái điện thoại là số 2 thôi, nó ra iPhone 15 rồi. Nên là cái khoa học công nghệ ấy, nó thay đổi liên tục. Thì Thành cũng đã kịp thời nâng cấp cho mọi người cái máy năm 2024 Taiwan Technology. Cái độ cảm biến ở trong đây nó sẽ nhạy hơn, chúng ta không phải lột cái lớp ni lông người ra nha. Và chúng ta hay cái là chúng ta không còn dùng đĩa để cài nữa, và nhà máy sản xuất luôn có logo Tascal trên cái USB cài đặt này. Chúng ta nhớ này, chúng ta cắm cái USB này vào thôi nha. Anh chị nhớ cái máy này, với những chị mới phải hiểu là nó chỉ dùng được laptop và nó chỉ dùng được máy cây thôi, không dùng được trên điện thoại hoặc là máy tính bảng iPad hoặc là tablet. Chúng ta có một cái USB token này cắm vào để đo, và nó có logo của nhà sản xuất luôn nha. Anh chị nhớ nha, năm 2024 Thành chỉ giới thiệu cho mọi người cái máy của nhà Heltas đặt bàn tay màu đen Taiwan Technology. Còn nếu anh chị thích máy màu trắng của Trung Quốc, thích máy đặt bàn tay của Trung Quốc nha, Thành đều có. Và ở một năm mới thì phải có nhiều điều mới. Hy vọng là cái máy lượng tử sinh học là một cái vũ khí không thể thiếu để cho các bạn đồng hành với khách hàng, đưa ra những giải pháp toàn diện nhất.